Đúng không quý vị? Đây con bỏ bưng cái tờ chứng gì này ra. Mới chuyển khách đây 2 tiếng 9.570.806.000. Đó, nếu như mà tôi không cùng nổi thì cái số tiền này bao giờ mới được chuyển phải không quý vị? Và xin trở lại với lại các anh em YouTuber. Đây nè mọi người hãy nhìn kỹ. 13 giờ 42 phút ngày thứ ba 7 tháng 9 2001. Nội dung chuyển mặt trận Tổ quốc Việt Nam con đưa lên. Quý vị thấy ghê không? Ăn tiền tỷ không? Có đáng sợ không quý vị? Đáng sợ chưa quý vị? Đó. Đưa lên địa tên Trấn Thành phía dưới. Nếu như cái giấy này là giấy thật mà chuyển thành công thì đây là một cái mưu đồ mà ăn không được ói ra anh nhà quý vị.